Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thánh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cũng như giảm giá cho anh em những chiếc quản lý nguồn cao cấp nhất đến từ thương hiệu Atni có mã là A8 Pro. Một dòng quản lý nguồn cực kỳ là cao cấp. Đấy, có đầy đủ các tính năng này, đầu tiên mà nó là chống cháy chập quá tải này, bật tắt từng cổng này. Đấy, và đặc biệt con này sẽ có đầy đủ lọc nguồn ở tất cả các ổ cắm cho anh em. Có lọc nguồn, lọc xì, lọc ù cho anh em nhá. Rất là cao cấp, và ngày hôm nay sẽ tiếp tục giảm giá cho anh em 5 chiếc duy nhất ngày hôm nay nhá. Giá cực kỳ là hấp dẫn. Thì anh em theo dõi video, ủng hộ Thánh Audio hoan hỉ cho bên MC Mùa Nai ạ. Anh em cho bên MC Mùa Nai một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thánh Audio ra các video sản phẩm mới nhất nhá. Thì đây, những chiếc quản lý nguồn này thì em giới thiệu ngay lại cho các bác, cũng không xa lạ gì cả. Bên em bán rất là nhiều rồi. Thời gian vừa qua em bán rất là nhiều thì ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu lại cho các bác nhá. Con này là con phiên bản cao cấp nhất, đã được cải tiến hơn rất là nhiều. Đấy, nói về những chiếc quản lý nguồn này thì anh em nói đầu tiên phải nói đến chức năng của nó. Đầu tiên phải nói lên chống cháy chập quá tải khi mà xảy ra sự cố điện. Ví dụ như cháy chập hoặc là quá tải thì áp này sẽ nhảy này. Đấy, áp này đảm bảo tất cả các thiết bị điện anh em cắm vào những chiếc quản lý nguồn này sẽ được đảm bảo là an toàn. Đấy, chức năng chính của nó là như thế. Đấy, chức năng mà quan trọng nhất của nó. Chức năng thứ hai phải nói đến cho anh em nhé. Nó là tắt bật từng cổng. Đấy, sẽ có 8 ổ cắm đằng sau và có 2 ổ cắm đằng trước, thì anh em có thể tắt bật từng cổng đằng sau này. Anh em tắt thế nào thì anh em ấn vào đây nó sẽ tắt đấy. Đấy, bật lên thì ấn lại phát nữa nó sẽ bật lên. Rất là tiện dụng cho anh em thay vì thò về đằng sau rút ra hoặc là tắt áp này sẽ tắt hết thì anh em sẽ tắt bật từng cổng ở đây. Đấy, chức năng thứ ba là anh em để thấy nhá. Khi mà xảy ra khi anh em muốn tắt thì anh em chỉ cần tắt này, nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, anh em cắm đẩy vào cổng 8. Ví dụ hai con đẩy anh em cắm vào cổng 7, cổng 8 thì đảm bảo sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Đấy, rất tiện dụng cho anh em. Cũng như khi anh em bật lên, anh em sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là tiện dụng. Và một điểm quan trọng nữa là anh em thấy đấy, nó rất là có 10 ổ cắm. Đấy, đảm bảo sự tiện dụng cho anh em cắm đầy đủ các thiết bị vào đây đều được. Đấy, 10 ổ cắm, tất cả các ổ cắm đều các lá đồng nhá, anh em lưu ý nhá. Tất cả đều các lá đồng, đảm bảo nó rất là chặt. Cắm vào rất là chặt trong thời gian sử dụng dài ấy, đảm bảo rất là chặt cho anh em luôn. Đấy, tất cả 10 ổ cắm đều các lá đồng ở đây. Anh em đảm bảo là đầy đủ các thiết bị âm thanh của anh em cắm vào đây cũng không hết. Và một át ở đây, em sẽ quay cho anh em đây. Nguồn của nó, nguồn rất là khủng cho anh em. Nguồn dây, nguồn cực kỳ là khủng. Nhiều anh em hỏi là có cắm được một vài con đẩy hay là thiết bị âm thanh không, em cam kết cho em nhé, cắm thoải mái luôn. Đấy, anh em làm sự kiện, giạp cưới, kẹo kéo hay là gia đình nhá, mua về con này về thì đảm bảo thiết bị điện của anh em cắm vào đây sẽ được là an toàn, xảy ra sự cố điện. Và chức năng chính của những con này nhá, chức năng chính của những con này sẽ khác hoàn toàn so với cả những chức năng của các con quản lý nguồn bình thường. Thì em sẽ nói cho anh em đây ạ, em sẽ giới thiệu cho anh em đây. Con này sẽ có lọc nguồn. Đấy, đây em để đây nhá, em sẽ quay cho anh em. Con này có đầy đủ lọc nguồn. Đấy anh em nhìn này, lọc nguồn ở tất cả các ổ cắm. Lọc nguồn, lọc xì, lọc ù. Đấy, anh em mà sử dụng ví dụ như thiết bị âm thanh nó có tiếng sử dụng lưng tiếng hay lọc ấy, rất hay có tiếng ù hoặc tiếng xì ra loa ấy, thì sử dụng con này nó sẽ giảm cho anh em rất là nhiều tiếng xì, tiếng ù đấy. Đấy, anh em lưu ý nhá, nguồn điện sạch sẽ lọc qua đây sẽ giảm cho anh em tiếng xì, tiếng ù rất là nhiều. Cũng như là điện sạch sẽ cung cấp cho anh em tất cả các thiết bị điện tử để đảm bảo cho anh em là linh kiện điện tử trong anh em sử dụng nó sẽ tỏa nhiệt ít hơn, cũng như là độ bền sẽ được đảm bảo hơn. Đấy, ok chưa? Rất là chất lượng nhá. Đây, dơ le ở tất cả các cổng, dơ le tất cả lọc nguồn ở tất cả các ổ cắm đây. Cực kỳ là chất lượng, nó khác biệt hoàn toàn so với những con quản lý nguồn không có lọc nguồn nhá. Đây, những cái cuộn lọc nguồn này. Đấy, khác biệt hoàn toàn luôn. Chất lượng, cực kỳ là chất lượng cho anh em. Đấy, anh em thấy không? Em nói lại nhá, sẽ giúp cho anh em này lọc xì, lọc ù, và đặc biệt là nguồn điện sạch để giúp linh kiện điện tử của anh em sẽ được độ bền cao hơn. Anh em yên tâm sử dụng. Đấy, dây đi, dây nguồn đây, rất là khủng cho anh em dây nguồn đấy. Đấy, rất là chất lượng nhá. Đấy, nó khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng quản lý nguồn thông thường không có lọc nguồn. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em. Đấy, ngày hôm nay nhá, duy nhất ngày hôm nay sẽ giảm giá 5 chiếc cho anh em nhá. Giá cực kỳ là hấp dẫn. Đấy, chỉ có 1.250.000 bên em bao ship cho anh em, ok chưa? Anh em không nghe nhầm nhá. Ở này, ở ngoài thị trường bán con này 1.700.000 đến 2.000.000 tùy từng đơn vị. Vì hàng này hàng chính hãng nhá, hàng chính hãng. Nhưng ngày hôm nay giảm giá 5 chiếc duy nhất cho anh em, 1.250.000 bên em bao ship. Em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Chỉ có 1.250.000. Em sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em yên tâm sử dụng những chiếc quản lý nguồn cao cấp nhất này. Bật tắt từng cổng này,
chống cháy dập quá tải, lọc nguồn ở đây cho anh em luôn, cực kỳ là chất lượng, sẽ giúp cho anh em là sử dụng nguồn điện sạch, đảm bảo tất cả các thiết bị điện của anh em sẽ được tuổi thọ cao hơn đấy, và đặc biệt chống cháy dập quá tải, an toàn cho các quán bar, quán karaoke, anh em đi làm nhạc sống, sự kiện cũng như là gia đình. Đấy, chỉ có 1.250.000, bên em bao ship cho anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, không đúng như em mô tả, trả lại thành audio, dám cam kết với anh em nhé. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em, hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Xin chào anh em.